Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ nguyên liệu ướp đá kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 25 con 156.000 đồng, 30 con 136.000 đồng, 40 con 115.000 đồng, 50 con 110.000 đồng, 60 con 106.000 đồng, 70 con 105.000 đồng, 80 con 100.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh ở khu vực Bạc Liêu như sau: 25 con 154.000 đồng, 30 con 140.000 đồng, 40 con 120.000 đồng, 50 con 115.000 đồng, 60 con 110.000 đồng, 70 con 105.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 180.000 đồng, 25 con 158.000 đồng, 30 con 150.000 đồng, 40 con 126.000 đồng, 50 con 118.000 đồng, 60 con 110.000 đồng, 70 con 103.000 đồng.